Mình xin chào tất cả các bạn. Chiều nay về thì một con két panda nó đã ra đi. Và sau khi tìm hiểu mình biết đây là một con mái mọi người. Đuôi nó không có cờ. Bên trên đuôi sau nó không có cờ. Con mái nha. Hình như nó đang mang bầu đó mọi người. Đây. Con kia đã chết rồi. Mất rồi. Có rất nhiều panda con trong này là do một anh cho mình. Còn bên kia là mấy con Lê Thi à. Không biết có phải do Lê Thi nó tấn công không? Chắc không phải đâu ha. Chiều nay về thì thấy còn một con panda đây. Còn là con mái. Mình như đang mang bầu nữa. Nếu mà nước ổn mọi người. Cá hướng đó nên là cá nó bu dở để ăn. Đó, đó, bạn đớp, đớp, đớp. Đó, đớp, đó. Mấy ở nhà nhỏ lúc mình nuôi nó trong cái hũ keo á. Con những phóng ra ngoài là như vậy mọi người. Nuôi bởi vì nước ở đây mà đâu có để cao đâu. Mình vẫn chừa ra mọi người. Để cao là nó phóng ra đó. Nó táp nước rồi là nó đớp móng mà phi ra ngoài luôn. Cảm ơn mọi người, hãy đăng ký kênh theo dõi mình nha. Còn một con panda à. Không biết có ai cho mình thêm không? Nên mình hỏi coi có ai coi cho mình thêm con nào để về ghép con này không?